Xin chào quý vị khán thính giả của Đài Liên Thông Sài Gòn TV. Tôi là bác sĩ Lê Đức Xuân Tô. Hôm nay tôi trở lại chương trình của Sức Khỏe và Đời Sống với bác sĩ Lê Đức Trường Sinh. Như một cái đề tài mà bác sĩ Trường Sinh rất là thích, đó là đề tài đau bụng. Là tại vì bác sĩ Trường Sinh là bác sĩ về bệnh tiêu hóa đó, cho nên bác sĩ Trường Sinh sẽ trả lời những câu hỏi mà bác sĩ Xuân Tô sẽ đặt ra toàn là về bệnh đau bụng. Xin chào bác sĩ Trường Sinh. Xin chào bác sĩ Xuân Tô. Xin chào quý vị khán thính giả. Thì bây giờ trước hết á, bác sĩ Xuân Tô hỏi là bác sĩ Trường Sinh á, thí dụ như bây giờ một cái người thường á, cái vấn đề vô là cái đau bụng, một người ta có cái đau bụng thì những cái nguyên nhân gì mà khi mà bác sĩ mà nghe người ta nói người ta đau bụng, bác sĩ như hỏi những câu hỏi nào, bác sĩ phải làm cái gì để mình định bệnh gì, mình suy nghĩ trước, cái gì mà dễ nhất hay là mình nghĩ cái gì khó nhất hay sao vậy bác sĩ? Mấy cái câu hỏi đó 40 phút mới trả lời được, chúng tôi được có 10 phút và cho nên tôi rất là đơn giản. Mình đi vào chỉ nghĩ tới những cái bệnh thông thường thôi. Ví dụ như tôi là người bệnh nhân ở nhà mà tự nhiên đau bụng thì mình sẽ xem coi cái đau đó là đau như thế nào, sau khi ăn cái gì hay là tự nhiên nó đau, rồi để ý coi nó đau bao lâu, nó đau từng cơn hay là nó đau thêm vào đó nó làm cho ói mửa hay là nó làm cho tiêu chảy hoặc nó làm cho bị nóng sốt. Đó là những cái mà người bệnh nhân phải ghi nhận để khi đi khám chúng tôi đó, mới cho chúng tôi hay. Tại vì khi gặp tôi là gặp ông thám tử. Ông thám tử muốn biết chi tiết để điều tra có cái bệnh đó là bệnh gì. Cho nên tôi chỉ biết đau bụng, rồi hỏi đau chỗ nào, cho tôi cũng không biết đau chỗ nào, đau bụng thôi. Cái bụng nó đủ lắm, nó đủ thứ chỗ ấy. Cho nên khi mà với chúng tôi vẫn phải vô cái chi tiết, là phải nói tôi đau ở cái vùng chỗ này, rồi chúng tôi hỏi tiếp, nó đau hồi đó đang làm gì, vừa mới đi ăn ở bôn xa về, sao nó ăn đau bụng. Cái đó là có giúp cho tôi biết được là có lẽ là trúng thực. Hoặc là nói tôi không làm gì hết, mấy bữa hôm nay sao mà tôi chơi số đề mà chơi hoài nó không trúng, tốn có 20-30 bạc, tôi đau bụng quá. Đau bụng đó là tại vì lo muốn thành triệu phú mà chưa thành tới nơi, cho nên lo sợ tốn thêm tiền, cái số đó ngoài là 500 triệu, super loto mà chưa trúng được thì mình lo. Hoặc là có thể đứa con tôi nó quậy quá, nó về nhà nó không chịu học hành, nó đi chơi, rồi đó là những cái mà giúp cho tôi biết được rằng là cái đau đó là đau chuyện gì. Hoặc có thể nói tới chúng tôi hỏi xem từ trước giờ có bác sĩ nào nói bị chụp hình hay siêu âm có gì khác thường nó dạ hình như 4 năm trước nha, nó có sạn trong túi mật, đó là một cái lý do cho chúng tôi biết được. Hoặc là nó rồi vậy cái bữa đi ăn đó có nhậu nhẹt, dạ có, trời, uống tới mấy chục lon bia hay là mấy chai rượu. Cái đó là những cái chi tiết mà khi đi khám các bác sĩ chúng tôi phải hỏi và chúng tôi sẽ hỏi và chúng tôi cần phải có cái câu trả lời những đó để giúp cho chúng tôi định bệnh. Cho nên bây giờ nói tóm lược là khi mà đau bụng những cái thông thường nhất á, chẳng hạn là trong bao tử mình có thể bị sưng bao tử hoặc là ăn một cái trúng cái gì nó không hợp, nhất là ăn cay, nhất là ăn chua, rồi cộng thêm nó có rượu bia thuốc lá nữa. Bao tử, cà phê. Rồi đau bụng cũng có thể là do chẳng hạn như là loét lở bao tử. Có nhiều người lo âu nhiều quá, người ta cũng có thể bị đau bụng, người ta làm cho loét. Rồi có những người mà người ta đau bụng là tại vì người ta ăn trúng một cái gì nó không hợp, hoặc là uống một cái thuốc gì nó không hợp với người ta. Chẳng hạn như đau nhức mà cứ nhà ibuprofen là Advil mà cứ giọng vô 5 viên, 3 viên cho nó mau, nó lẹ thì dĩ nhiên là bao tử nó bị đau rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp, có những trường hợp mà đau nhức nhiều á, bác sĩ cho những cái thuốc mà phải cần toa, ví dụ như là naproxen hay là những cái thuốc, mấy cái thuốc đó nó mạnh lắm và đôi khi nó làm cho đau bụng và có thể làm loét bao tử, phải không bác sĩ Trường Sinh? Đúng vậy, đó là những cái mà đau là thông thường trong cái bao tử, bao giờ khi nghĩ tới cũng nghĩ tới những cái chuyện đó trước, những chuyện thông thường trước, coi là tại sao. Nhưng mà nếu mà có đi cầu rồi thêm bôi nó chờ mấy bữa nay tôi đi đau nhưng mà đi cầu thấy màu đen thui hay nó đó lòm, đó là những cái triệu chứng cho biết rằng là cái đau thì chắc có thể là loét lở ở đâu trong vùng bao tử hay trong ruột. Bác sĩ Trường Sinh nói đỏ là tức là có máu đó phải không? Đúng hay vậy. Là cái phần màu đỏ? Không có ai đi phân màu đỏ, thường thường cái màu đỏ nó là lo máu, trừ khi nào ăn mấy cái củ người ta đó. Cái củ dền, beet thì nó đi cầu ra dĩ nhiên, hoặc angelo nhiều cái chuyện nó không có. Không, thì đó nó cái phân nó có màu đỏ, còn nếu đi cầu chảy máu. Có những cái đau bụng mà chẳng hạn như mình biết là mình có bị sạn trong túi mật, nó đau ghê lắm, nên nó đau từng cơn, nó lên chịu không nổi, lăn lộn la hét, lăn qua lăn lại, rồi tự nhiên nó bớt. Cái 15-20 phút sau nó lại bị lại nữa. Đó là những cái mà chi tiết mà phải để ý xem dòm thử coi. Khi mình tới, mình nói chuyện với bác sĩ, mình diễn tả lại những cái đó, trình bày lại thì người bác sĩ chúng tôi mới định được.
có những cái đau bệnh đời thì giống như là bác sĩ phải hỏi, và những cái câu hỏi nó rất là quan trọng để định bệnh được. Thí dụ như là mình biết mình đau bụng là kinh niên, hay là mình đau bụng mới tức thì, hoặc là đau bụng mà có thêm chảy máu, đi cầu ra máu, hay là đau bụng có thể ói, hay đau bụng có nóng sốt, là những cái đó là gọi là cấp tính á, là có những cái nó làm cho bác sĩ định bệnh. Đúng dễ vậy. Định bệnh ngay cả nhiều cái câu hỏi không á cũng làm cho bác sĩ định bệnh được 90%, phải không bác sĩ Trường Sinh? Rất là trúng. Chứ không phải là chúng tôi tới cái vừa mới sao đau bụng hả, rồi đi làm cái CAT scan đi, đi làm cái đi làm siêu âm đi, mà không khám, không hỏi, không chuyện ấy. Chỉ cần hỏi và khám chúng tôi biết được cái bệnh là 90% là đúng rồi. Cho nên cái đó rất là quan trọng khi mình tới nói chuyện với bác sĩ nha. Phải cần cho biết, đem cái thuốc cho người ta coi, đem cái nhớ ghi vô, có cái gì khác thường chụp cái hình, lấy cái phone, người nào cũng có cái phone, người có 2-3 cái, chụp hết cho tôi, đem tới trình bày cho các bác sĩ coi. Thì trước nhất bác sĩ Trường Sinh nói là đau bụng là nó có thể là do bị đau bao tử nè. Đúng vậy. Cái gì nữa? Rồi xong rồi nó có thể bị do túi mật có sạn nó làm cho đau, hoặc là phía sau cái bao tử nó có cái lá mía, nó sưng lên, nhất là những người uống rượu bia nhiều có thể làm cho bị sưng lá mía. Rồi thêm vô trong đó nữa những cái đau bụng mà cũng thường gặp lắm á, mà không ai để ý, đó là cái sưng cái ruột dư. Ruột dư sưng rất là thông thường đó. Mà cái đó thì nó có nóng sốt lắm, rồi nó đau nhiều không muốn ăn, rồi xong nhảy nó úi xanh, nó thốn đau quá ha. Rồi xong rồi từ từ nó đau càng nhiều lên, có thể cái bụng nó bị trướng hơn chút xíu và hơi có nóng sốt nữa. Đó là những cái mà phải nghĩ tới đi khám liền, và có thể không chừng có thể là bị sưng ruột dư. Đó là những cái mà thông thường, nhưng mà cho xin hỏi bác sĩ Trường Sinh cái gì dễ đi, ví dụ mà nó không thế phải đó là cái dễ nhất á. Chứ còn thí dụ mình đau bụng mà mình do mình ăn trúng thực á, cũng có thể bị nè, phải thì không? Đúng rồi, ăn trúng thực thì dễ là quá, dễ ăn quá vô hả? Chẳng hạn như mình đi ra tiệm cái đồ, hay ở nhà mình cũng vậy, cái đồ gì cũ mà quên hâm lại hay để lâu ngày tiếc của, rồi đem ra ăn tới xào lui, hâm tới hâm lui, thì cũng có thể bị gọi là ngộ độc. Thì trong đó ăn vô nó đau, xong rồi nó bắt cho ói ra hết, cái cơ thể ăn cái gì mà không hợp nó bắt cho ói, rồi xong rồi nó cho đi cầu hết, có hơi nóng sốt chút xíu, đau cái kiểu mà quặn bụng. Đó là những cái là nghi ngờ là có thể là bị ngộ độc thức ăn. Còn cũng như bên bác sĩ chúng tôi là bác sĩ về nhi khoa đó, thì khi nói về đau bụng mà nếu mà em bé mà có đau bụng, nó cái đau bụng mà nếu nó có ói mỡ tiêu chảy, giờ bác sĩ chúng tôi khám mà thấy không có những cái triệu chứng gì khác, tại vì đau bụng ở em bé đó nó cũng có thể là do là chỉ có stomach, gọi là stomach flu, như là bị cảm thôi, lạnh cái bụng do một con siêu vi trùng thôi, mà cũng có thể đau bụng mà nó ói mỡ tiêu chảy có thể là do cũng như nó đau một cái chỗ khác, như đau lỗ tai mà nó cũng đưa ra đau bụng nữa. Có thể có những bé nó đau cái cổ họng mà nó cũng đưa ra đau bụng, tại có những con cái vi trùng nó cũng có thể nó làm cho vừa đau cổ họng vừa đau bụng. Đó, thành phải dựa trên cái, cũng như bác sĩ Trường Sinh nói là dựa trên cái sự khai của bệnh nhân. Ngoài ra bác sĩ cũng phải khám có những cái dấu hiệu giúp cho bác sĩ người ta định bệnh. Ngoài ra ở về con nít đó, không biết người lớn có như vậy không, thí dụ em bé mà đau bụng mà lâu ngày cứ đau bụng mà đau từng cơn, đau mà không có nóng sốt gì hết, thì cái mà dễ nhất là nghĩ có thể là bị bón. Cho nên cái mà mình phải câu hỏi là ở một ngày thì mấy ngày thì cầu một lần, hay là mấy tuần thì cầu một lần hay gì đó, thì mình cũng đoán được. Đúng vậy, người lớn thì dễ quá rồi, 3-4 ngày mà không đi cầu là người ta biết là bón rồi. Chứ em bé có thể mình không biết, nó có thể nó không nói, hoặc cha mẹ cũng là phải để ý cái vấn đề đó. Mà đau bụng của bón thì là mình biết là dễ lắm, rồi mình vô. Mà nếu mình đi cầu được, mình thấy nó nhẹ nhõm là chứng tỏ cái đau bụng đó là do cái táo bón. Người phụ nữ sợ một cái nữa là có buồng trứng tử cung. Đôi lúc nhiều khi người ta có thể bị những cái bướu hay là những cái túi nước ở trong tử cung, rồi nó có thể nó bể cái bụng, cái nước nó chảy ra trong cái trong bụng, và nó có thể làm cho đau. Hoặc là nhiều khi có người hiếm lắm mới có những người cái buồng trứng nó xoắn lại, nó cũng làm cho đau. Cái đau bụng nó rất là nghĩa là phức tạp, chỉ có một cái là chịu, người bệnh nhân phải chịu khó để ý xem có những cái triệu chứng của mình là gì, ráng diễn tả lại cho bác sĩ khi mà khám bệnh, thì hồi đó có thể giúp chúng tôi định bệnh một cách mau chóng hơn. Có một điều mà rất là thận trọng là tùy theo những người lớn tuổi nữa, đôi lúc nhiều khi cứ nói là đau bụng, thực sự bị bệnh gì? Nghẽn mạch máu tim. Đó, người ta gọi gần giống như là heart attack. Nó không có xuất hiện ngay tim. Cái tim nằm đây, không có đau ngực. Tự nhiên đau ngay chỗ cái chấn thủy đau bụng. Xong rồi toát mồ hôi. Rồi xong rồi thấy muốn ói. Rồi từ từ nó bắt đầu mới sẽ hiện ra mặt mày xanh nhờn hết. Rồi bắt đầu mới thấy khó thở, mới thấy nhức tim. Cái đó là những cái triệu chứng mà phải đi phòng cấp cứu ngay lập tức.
Tại vì đừng có nghĩ là cái bao tử, cái gì đau bụng là chút xíu nó sẽ không. Quá một thời gian nửa tiếng đồng hồ mà thấy không thuyên giảm gì cả là phải đi khám liền. Rồi khi khám đó, khi mà bác sĩ đã hỏi hết câu hỏi rồi thì người bác sĩ sẽ khám. Bác sĩ sẽ khám thì có những cái dấu hiệu giúp cho bác sĩ định được bệnh. Thì sau khi mà bác sĩ khám xong rồi thì như bác sĩ Trường Sinh thì có phải làm những cái thử nghiệm gì hay là bác sĩ định bệnh liền, phải thử nghiệm gì để giúp cho mình biết được bệnh hay không? Cũng tùy theo, ví dụ nếu có nóng sốt thì chắc phải cho đi thử máu để xem có phải là đau đó là do cái bị sưng cái ruột dư hay không, hoặc có thể bị nhiễm trùng trong đường ruột hay không. Không chừng nếu đi cầu tiêu chảy là phải đi thử phân hoặc là thử máu xem có dính dáng gì tới cái gan, có dính dáng gì tới cái lá mía là cái tụy tạng, có dính dáng gì tới cái bao tử hay không. Hoặc sợ hơn nữa, nếu mà đi cầu ra mà phân đen hoặc phân đỏ mà uống những cái thuốc đau nhức cực mạnh thì không chừng dám loét bao tử, dám có thể không chừng phải cần phải đi nội soi cái bao tử. Phải thử nước tiểu nữa phải không? Rất là trúng, có những cái thử nước tiểu. Tại vì nhớ quên, cái đau cũng có thể là gì nữa, sạn ở trong thận, sạn ở trong ống dẫn tiểu. Cái đau đó là đau người ta gọi là kêu đau, gọi là thấu trời. Kêu trời cũng không nổi nữa, nó đau kinh khủng lắm, lăn lộn bò lê bò cà. Những cái đau đó là do những cái hòn sản có chút xíu thôi ở trong cái ống tiểu, nó muốn tống ra ngoài mà nó tống không được và nó làm cho rất là đau. Bác sĩ Xuân tôi nói đúng, phải thử nước tiểu xem có chút tiểu, nước tiểu có không chừng có chút xíu máu mà mình không thấy được. Cho nên cái đau bao tử nó rất là phức tạp, nhưng mà nếu mà nhìn đau cái vào dụng đau bụng mà, chứ phải đau bao tử đau bụng nha. Nó rất là phức tạp, cho nên vì vậy mà những cái chi tiết quý vị trình bày cho chúng tôi đó, thêm vào nữa cái khám và cộng thêm với những cái mà lấy máu hay là cho đi thử siêu nghiệm. Âm thử nghiệm sẽ giúp cho tôi định bệnh. Tuy nhiên nói như vậy chứ những cái gì mà thấy khẩn cấp quá thì là không thể nào chờ được, phải đi thẳng vô trong phòng cấp cứu để cho các bác sĩ người ta lo dùm, và trong đó đó người ta thử máu liền, người ta chụp hình liền và người ta có những cách mà giúp cho quý vị được mau chóng bệnh. Cái mà quý vị phải nhớ đó, khi mà mình đau bụng á, mà cái gì mà nó cấp tính mới tức thì, hôm qua mình đang khỏe mạnh bữa nay đau bụng mà đau quá mà nó có nóng sốt nè, có ói mửa tiêu chảy nè, đôi khi nó có khó thở nè, hoặc là nó nhức ở chỗ cái khu mà cái phía trước, nó nhức ở phía chỗ lồng ngực á, thì cái đó là những cái cấp cứu phải đi khám, chứ không phải là mình uống thuốc đỡ ở nhà rồi chờ, dùng mấy cái như là thuốc đỡ như Malenta hay là uống nước trà gừng đỡ, cái không phải. Những cái mà bác sĩ Xuân Trường Sinh muốn nói là những cái đau bụng mà nó cấp tính, nóng sốt nè, ói mửa tiêu chảy thêm cộng với lại nó khó thở hay mấy cái gì mà nó khác thường là phải đi khám liền ở trong nhà thương, ở phòng cấp cứu. Đúng vậy. Như bác sĩ Sưu nói, ngược lại có những cái người bệnh nhân mà lúc nào người ta cũng bệnh, lúc nào người ta cũng đau, có là đau bụng kinh niên, cứ 2 tháng, 3 tháng gặp tôi một lần, ngồi xuống là đau bụng. Mà tôi hồi khám không thấy, thử nghiệm không có gì, lấy máu bình thường. Những cái đau bụng đó là những cái đau bụng mà có thể trong đầu óc người ta điều khiển cái đau bụng đó. Cho nên có những cái lúc mà chúng tôi phải nói, tôi nghĩ chắc là cái bụng này, cái đau này làm hết, thử nghiệm không thấy gì cả. Thì có thể quý vị sẽ, các bác sĩ trấn an quý vị nói, trong nhà có chuyện gì không, hay là có gì trục trặc trong đời sống của mình, rồi cho những cái thuốc mà nhẹ nhẹ an thần để cho mình thoải mái hơn. Đó là những cái đau bụng đó là nó kinh niên rồi thì thôi chịu thua, nhưng mà có những cái mà chúng tôi vừa mới nói mà cần phải giải quyết ngay lập tức đó thì quý vị cần phải cẩn thận. Vậy là tuy rằng bác sĩ Trường Sinh nói là có thể đau bụng nói là gần tới 40 phút, nhưng mà mình nói 10 phút cũng đã gần hết. Quý vị chắc cũng đã đoán được, đã hiểu được những cái căn bản của cái đau bụng. Và khi mà quý vị gặp cái tình trạng đau bụng thì quý vị phải biết là lúc nào đi khám bác sĩ và lúc nào đi nhà thương cấp cứu. Đúng vậy. Nó rất là phức tạp như tôi nói khi nãy đó, nhưng mà nếu mà chúng ta tới, quý vị tới mà chúng tôi khám rồi xong rồi cho làm thử nghiệm, hoặc là những cái lúc mà như khi vào chỉ việc khám của tôi là chúng tôi biết, ồ thôi cái này không được rồi, không thể nào giải quyết trong phòng mạch được, thì hồi đó không chừng phải giới thiệu qua ngay phòng cấp cứu của nhà thương để người ta có những cái thử nghiệm cấp tốc và để làm xem coi nó như thế nào. Đã có những cái trường hợp mà sau khi chúng tôi định bệnh xong rồi là 2 tiếng đồng hồ sau lên bàn mổ liền, là tại vì có những người chẳng hạn như người ta bị sưng cái ruột dư mà lâu ngày quá không biết, cứ nghĩ chắc là mình ăn trúng độc, mình trúng thực, ăn bậy ăn bạ, cho nên không có đi khám. Rồi tới lúc mà tới rồi thì là cái ruột dư nổ cái bụp, xong rồi mủ chảy tùm lum ở trong đó, sưng lung tung thứ trong ruột, thì cái đó làm cho vấn đề chữa trị nó hơi khó hơn tí xíu. Cho nên người bệnh nhân cần phải lanh trí chút xíu, thấy cái gì mà nó không ổn, nó hơi khác lạ như bác sĩ Xuân tôi nói, xảy ra một cách quá cấp tính mà sao mình cũng dùng những cái thuốc ở nhà, chẳng hạn như tự nhiên có thể đi dùng thuốc chẳng hạn như là Zantac nè, rồi uống thuốc Omeprazole, Prilosec,
thiếu gì mấy cái thứ đó, bất cứ nhà gia đình nào cũng có hết. Nhưng mà khi uống vô mà ủa sao thấy nó cũng không được ổn lắm thì phải nghĩ tới cái chuyện đi khám liền hoặc là đi vào phòng cấp cứu để được các bác sĩ khác giúp đỡ. Nhưng mà cái ý bác sĩ Xuân Tô muốn nói đó là khi quý vị mà có cái đau bụng mà kèm theo nóng sốt á, hoặc là con nít cũng vậy, nếu mà cháu có ói mửa tiêu chảy nó kêu đau bụng mà có nóng sốt, cái đó phải đi khám. Cái nóng sốt là cái mà cho mình biết là một có chuyện, có cái vấn đề nhiễm trùng ở trong đó là phải đi khám bệnh. Đúng vậy. Đừng thử thuốc gì ở nhà hết. Có những người nói ok, nóng sốt hay là tại vì bị nhiễm trùng đó cho uống trụ sinh, cái đó không có đúng. Trụ sinh có những lúc phải để cho người bác sĩ quyết định cho uống trụ sinh hay không, chứ không phải tự động uống trụ sinh để chữa đau bụng. Đúng vậy. Cái vấn đề uống trụ sinh là hơi một khi đã định bệnh rồi thì chúng tôi chứ không thể tự động với nó có mấy cái viên amoxicillin ở nhà thì mình uống thử cho coi nó ra làm sao. Cái thói quen người bệnh nhân thích lắm, người nhất là người mình dễ thích cái trụ sinh lắm, nhưng mà phải hiểu rằng là những cái trụ sinh đó đôi lúc nhiều khi uống vào đó nó che đậy hết tất cả những triệu chứng, làm tới hồi đi khám các bác sĩ chúng tôi rất là khó, không biết là cái gì nó làm cho đau nữa, có thể phải nhiễm trùng hay không hay bị một cái gì khác hơn mà mình không biết, tại vì bệnh nhân đã uống thuốc trụ sinh rồi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thì không biết là sau khi đã theo dõi chương trình này, quý vị đã hiểu được không? Và quý vị đã hấp thu được những gì bác sĩ Trường Sinh nói hay không? Và hy vọng quý vị phải, cái mà bác sĩ Xuân tôi yêu cầu quý vị phải nhớ là khi đau bụng có kèm theo ói mửa tiêu chảy hoặc là nóng sốt, cái nóng sốt rất là quan trọng. Và cái gì nó cấp tính là cái là phải đi khám bệnh. Hoặc là thêm những cái mà như là đau bụng mà có đi cầu ra máu, hay là đau bụng mà có ói ra máu, hay cái gì mà nó khác thường, quý vị phải đi khám, đừng đợi lâu. Và không nên dùng những cái thứ mà, những cái thuốc mà có thể mình mua tự do ở ngoài để chữa cái đau bụng của mình. Tại phải được khám bệnh mới chữa được, phải khám bệnh mà định bệnh để định những cái bệnh có khi nó nặng mà mình không có biết được. Cảm ơn bác sĩ Xuân đã tóm lược rất là chu đáo. Hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát hiện lần sau. Xin chào quý vị. Xin chào quý vị khán thính giả. Chúc quý vị một đêm an lành. Xin chào bác sĩ Trường Sinh.